Trong phiên họp ngày 31 tháng 10 của Quốc hội Việt Nam, một số đại biểu lo ngại là sự tăng đột ngột của GDP trong quý 3 như vậy có kéo theo sự sụt giảm vào đầu năm 2018 như vẫn xảy ra ở những năm trước hay không. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời rằng cách tính GDP của Việt Nam được các định chế kinh tế tài chính quốc tế công nhận và chất lượng tăng trưởng trong thời gian qua là tích cực. Vào ngày 2 tháng 11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu trong một buổi họp của Quốc hội được truyền hình trực tiếp qua trang thông tin chính phủ rằng sự phát triển hiện nay của nền kinh tế Việt Nam là lạc quan. Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thì năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017-18 của Việt Nam đã tăng được 5 bậc, tức là xếp hạng 55 trên 137 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thứ hai là cái Ngân hàng Thế giới VKB thì vừa công bố xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2018 dự kiến sẽ tăng 14 bậc, và cái hãng đánh giá quốc tế Moody thì cũng nâng mức tín nhiệm của ngân hàng Việt Nam lên mức tích cực. Ông Nguyễn Huy Vũ, nghiên cứu sinh tiến sĩ về kinh tế vĩ mô tại Na Uy, nghi ngờ các con số được Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra là không chính xác vì thiếu sự minh bạch. Ông nói thêm: cái phương pháp tính thì chúng ta có thể là dùng cái cách tính của họ, nhưng mà cái vấn đề là cái số liệu cung cấp đó, cái số liệu mà họ thu thập như thế nào có đúng hay không, và cái thu thập họ nhào nặng như thế nào, đó là cái quan trọng, cái sự quan trọng nhất, cái đầu vào của cái dữ liệu nó quan trọng nhất. Ông Nguyễn Huy Vũ dẫn lại lời của ông Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm vào tháng 8 năm 2016 rằng báo cáo số liệu thật đôi khi phải trả giá. Trong cuộc họp với các vị lãnh đạo chính phủ vào tháng 8 năm 2016, ông Lâm nói rằng nếu đưa ra các số liệu thật thì nhân viên của Cục Thống kê có thể sẽ bị các địa phương cô lập, phân biệt đối xử vì họ muốn rằng những con số đưa ra phải chứng tỏ được thành tích của họ. Ngay giữa các con số được chính phủ đưa ra kỳ này, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, cũng thiếu sự hợp lý. Tốc độ tăng trưởng GDP mà Tổng cục Thống kê công bố thì đã gây ra ngạc nhiên, là bởi vì tốc độ tăng trưởng của quý 3 thì nó lên đến 7,46%. Và đấy là một cái tốc độ ngoài cái sự suy nghĩ của chúng tôi. Nếu mà tốc độ tăng trưởng GDP tăng cao như vậy thì cái mức tiêu thụ điện nó phải tăng trưởng tương ứng. Cái điều thứ hai nữa là chúng tôi cũng có tính toán vì thấy rằng là nếu muốn tăng trưởng GDP như vậy thì cái khối lượng hàng hóa nhập và khối lượng hàng hóa xuất nó phải tăng tương ứng. Theo ông, thì với một sự gia tăng của GDP thì sản lượng điện tiêu thụ phải tăng tương ứng cao hơn 2,5 lần. Trong khi con số của chính phủ đưa ra là GDP 7,46%, tiêu thụ điện chỉ tăng 12%. Và theo quan sát của ông Lê Đăng Doanh thì số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam không tăng tương ứng, mà chỉ có một biệt lệ là công ty Samsung của Hàn Quốc đầu tư sản xuất điện thoại tại Việt Nam, tăng số lượng hàng xuất khẩu mà thôi. Vào đầu tháng 10, Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Việt Nam đưa ra cảnh báo là trong quý 1, nền kinh tế quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào đầu tư nước ngoài. Nói rõ rằng chỉ riêng công ty Samsung đã chiếm 28% tổng số giá trị hàng xuất khẩu của Việt Nam. Trong phiên họp trực tuyến ngày 31 tháng 10, ông Trịnh Đình Dũng trấn an các đại biểu quốc hội sau khi đưa ra những con số tăng trưởng của ba lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Như vậy, kết quả tăng trưởng đạt được không phải chỉ phụ thuộc vào một số ngành, lĩnh vực, chẳng hạn như phụ thuộc vào Samsung hay phụ thuộc vào một vài cái sản phẩm thép v.v. mà nó tăng trưởng đồng đều ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm của nền kinh tế, cả ba khu vực. Các con số của ông đưa ra là nông nghiệp 2,78%, công nghiệp 12,77% và dịch vụ là 7,25%. Như vậy, trong chính những con số này cũng có sự chênh lệch rất cao, trong đó công nghiệp là cao nhất. Nhưng ngành công nghiệp, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, phụ thuộc quá lớn vào đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài chiếm trên 50% tổng sản lượng công nghiệp và chiếm đến 71% của tổng giá trị xuất khẩu. Và riêng ông Samsung thì ông xuất khẩu chiếm đến khoảng độ 28%. Thì chúng ta hoan nghênh đầu tư nước ngoài, nhưng chúng ta phải thấy rằng là cái xuất khẩu và đầu tư nước ngoài thì cái giá trị gia tăng của các sản phẩm của Việt Nam là thấp.
Và tôi có thể nói một cách ngắn gọn là Việt Nam với dân số là 100 triệu người thì không thể nào công nghiệp hóa bằng cách là dựa ở mức độ cao đến như vậy vào đầu tư nước ngoài. Ông Nguyễn Huy Vũ đồng quan điểm với tiến sĩ Doanh về sự lệ thuộc của nền kinh tế Việt Nam vào đầu tư nước ngoài. Ông nhấn mạnh thêm khía cạnh giá trị gia tăng của nền kinh tế Việt Nam mà ông gọi là phải phát triển một cách bền vững. Samsung hay là Formosa đóng góp ít hay nhiều đến nền kinh tế, đó là một cái con số. Mà vấn đề ở đây khi mà chúng ta đề cập đến tăng trưởng bền vững thì cái câu hỏi đúng ra cần phải đặt ra đó là liệu cái sự đóng góp bởi Samsung hay là Formosa có thể giúp cho Việt Nam, giúp cho người dân Việt Nam có thêm cái lương cao hơn, thu nhập nhiều hơn hay là một cái năng suất lao động cao hơn theo thời gian sau khi đánh đổi điều đó với lại cái môi trường hay không? Ông Vũ nhắc lại thảm họa môi trường Formosa Vũng Áng bùng nổ vào tháng 4 năm 2016, làm cá chết hàng loạt tại biển miền Trung và ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm ngàn người dân. Ông Vũ đặt câu hỏi là liệu những sản phẩm thép của Formosa xuất khẩu có bù lại được thiệt hại đó hay không? Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Phát triển Đại học Fulbright Việt Nam, sau khi phân tích những số liệu tăng trưởng mà chính phủ đưa ra, thì thấy rằng ngành điện tử của Samsung và thép của Formosa tăng, không kéo lên các ngành công nghiệp khác tăng theo, mà các ngành đó lại sụt giảm. Như vậy, không rõ tại sao con số tăng trưởng công nghiệp nói chung lại tăng đến 12,8%. Ông kết luận rằng điều đó chỉ có Tổng cục Thống kê mới biết. Nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Vũ thì nói rằng điều quan trọng hơn những con số tăng trưởng GDP là tình trạng công ăn việc làm của người dân. Nhưng trong các báo cáo của chính phủ lại không có những con số này. Tài sản của các cán bộ cao cấp của Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam ước lượng hơn 20 tỷ đô la. Một thành viên cao cấp của Hội đồng Mậu dịch Việt Mỹ tiết lộ Đảng Cộng sản Việt Nam được xem là một tỷ phú hàng đầu của thế giới vào năm 1995 với tài sản ước lượng lên đến 20 tỷ đô la. Việt Nam hiện nay có khoảng từ 80 đến 100 người có tài sản trên 300 triệu đô la. Tất cả các tỷ phú này đều là cán bộ cao cấp của Đảng. Ông John Sapizo, một cựu chiến binh Hoa Kỳ, sau 3 tuần lễ thăm Việt Nam để tính chuyện làm ăn buôn bán, phát biểu rằng các ông lớn trong Đảng, gồm các thành viên Bộ Chính trị, các bộ trưởng và thứ trưởng, ít nhất mỗi người có vợ hay con làm chủ một công ty. Theo ông John Sapizo, do việc chính phủ cho phép các công ty được chuyển ngân ra nước ngoài lên đến 500.000 đô la, số ngoại tệ trong nước bắt đầu vơi đi. Vẫn theo ông Sapizo, có trên 3.000 đảng viên Cộng sản Việt Nam có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của Ngân hàng Trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la khoảng 2.000 người. Tất cả những con số về tài sản của Đảng Cộng sản Việt Nam là do những chuyên viên thống kê của cơ quan mậu dịch quốc tế. Số tài sản lớn lao trên do thân nhân của đảng viên cao cấp ở nước ngoài làm sở hữu chủ. Ông Sapizo cũng nêu lên nhiều thí dụ điển hình như vợ bé của Tổng cục Phản gián làm ăn rất lớn ở Âu Châu, em ruột của Trung tướng Cộng sản, Tổng cục Phó Tổng cục Phản gián đang kinh doanh rất lớn ở Nam Cali. Vợ con của Giám đốc Tổng cục Kinh tế và thân nhân của Đỗ Mười thủ đắc những tài sản nhiều triệu đô la ở Vancouver, Canada và cả ở New York, Houston. Trong niên khóa 1994-1995, hàng trăm du học sinh là con cái đảng viên đã tự túc đi du học ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia ở phương Tây. Đến niên khóa 1995-1996, con số này đã tăng lên gấp 3 lần. Theo tài liệu FYI, ngày 19 tháng 12 năm 2000, thì các cán bộ và nhân viên cao cấp của nhà nước Cộng sản Hà Nội hiện làm chủ những số tiền to lớn gửi tại các ngân hàng ngoại quốc, cộng với những bất động sản tọa lạc trong nước. Lê Khả Phiêu, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và gia đình, có 5 khách sạn, 2 ở Hà Nội và 3 ở Sài Gòn, tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỷ 170 triệu Mỹ Kim. Trần Đức Lương, cựu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tài sản và tiền mặt 1 tỷ 137 triệu đô la. Phan Văn Khải, cựu Thủ tướng Chính phủ, gia đình có 6 khách sạn ở Sài Gòn, tài sản 1 tỷ 200 triệu đô la. Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng, tài sản 1 tỷ 480 triệu đô la. Nguyễn Mạnh Cầm, cựu Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỷ 150 triệu đô la. Phạm Thế Duyệt, cựu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, tài sản 1 tỷ 173 triệu đô la. Tướng Phạm Văn Trà, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tài sản gồm có 10 tấn vàng,
và tiền mặt 1 tỷ 360 triệu đô la. Trương Tấn Sang, nguyên chủ tịch nước, tài sản và tiền mặt 1 tỷ 124 triệu đô la. Ngoài ra, còn một số cán bộ và công chức có 1 tỷ và trên 100 triệu đô la trong danh sách liệt kê của bảng FYI này là hơn 20 người nữa. Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp Việt Nam gửi tại Ngân hàng Thụy Sĩ. Đáng chú ý là cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỷ đô la cộng 7 tấn vàng, cựu tổng bí thư Đỗ 12 tỷ đô la, cựu bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà 2 tỷ đô la cộng 3 tấn vàng, cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu 500 triệu đô la, cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỷ đô la, cựu thủ tướng Phan Văn Khải hơn 2 tỷ đô la, đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hơn 1 tỷ đô, cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh 1,3 tỷ đô la, cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hơn 1 tỷ đô la, cựu phó ủy ban thể dục thể thao quốc gia Lương Quốc Đống 500 triệu đô la, cựu bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm hơn 1 tỷ đô la, cựu thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai Văn Dâu hơn 1 tỷ đô la. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu đô la tại các ngân hàng quốc tế. Vấn đề kiểm soát thu nhập, công khai tài sản được các đại biểu quốc hội lật đi lật lại ở cả phiên thảo luận tại hội trường và thảo luận tổ. Phòng chống tham nhũng, chẳng ai tự xử cả, ít phát hiện tham nhũng khi tự kiểm tra. Nhiều ý kiến cho rằng, kiểm soát chặt thu nhập thì sẽ phát hiện được quan tham. Không thể phòng chống bằng kê khai, chiếu lệ. Sáng 2 tháng 11, các đại biểu quốc hội thảo luận tại hội trường. Đại biểu Trần Khắc Tâm, Sóc Trăng cho rằng, kê khai tài sản là biện pháp để phòng chống tham nhũng, nhưng thực tế chỉ mang tính hình thức. Kê khai tài sản chỉ hoàn thành như một nhiệm vụ bắt buộc. Kê khai xong rồi để đó, không công khai thì làm sao người dân có thể giám sát, đại biểu Tâm nói. Đại biểu Nguyễn Đình Quyền, Hà Nội, luật phải kiểm soát được các loại thu nhập của cán bộ, công chức nhà nước. Đại biểu Nguyễn Đình Quyền cũng cho rằng, luật phòng chống tham nhũng có 7 năm nay nhưng chưa bao giờ đặt vấn đề kiểm soát tài sản, kiểm soát thu nhập mà mới chỉ kê khai. Thu nhập có thể là thu nhập chính đáng, có thể do nhận hối lộ, tham ô, có thể là rửa tiền, đủ các loại thu nhập, phải kiểm soát được cái đó. Đại biểu Quyền đề nghị, để tránh tình trạng chuyển tài sản giữa những thành viên trong gia đình, quan tham, cần phải thực hiện việc kiểm soát thu nhập toàn xã hội, như các nước đang làm, bằng việc thanh toán qua tài khoản. Đại biểu Quyền đề nghị nên sớm xây dựng đề án này. Đại biểu Đào Văn Bình, Hà Nội. Công khai tài sản cán bộ ở thành phố lớn, ở khu dân cư thì không có ý nghĩa mấy, nhưng ở nông thôn thì rất tuyệt vời. Vì ở nông thôn, ông nào làm cán bộ, có cái nhà ở đâu, phát sinh nhà, xe ở đâu, là người ta biết. Nước ta 70-80% sống ở nông thôn. Nếu biết, họ có thể giám sát và rất có ích trong phòng chống tham nhũng. Một đề xuất đáng chú ý nữa của đại biểu Quyền là cần xây dựng một bộ luật riêng mang tên luật công vụ, để quy định trách nhiệm của công chức các cấp khi để thất thoát tiền của nhà nước, tránh tình trạng quy trách nhiệm tập thể như hiện nay. Chúng ta mới có luật công chức, luật viên chức và luật tổ chức của chính phủ, luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, nhưng trong luật đó lại không xác định vị trí trách nhiệm của từng vị trí công tác, đại biểu Quyền nói. Về vấn đề này, thảo luận tổ luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, đại biểu Đinh Xuân Thảo, Hà Nội, cũng cho rằng muốn phòng chống tham nhũng được thì phải thực hiện được kê khai tài sản để kiểm soát thu nhập bất chính. Tuy nhiên, trong một vụ án dân sự, xác minh tài sản đó của ai đã rất khó, giờ để người ta tự kê khai thì họ có giấu cũng chịu, không phát hiện được nguồn gốc. Như vậy, công khai rồi thì phải thẩm tra xem việc khai tài sản có đúng không. Ông Thảo cũng tán thành việc đưa thông tin kê khai tài sản và thẩm định tài sản lên mạng, nhưng chỉ những người có trách nhiệm mới có thể truy cập. Ông nêu dẫn chứng, các nước như Na Uy, Đan Mạch chỉ công khai tài sản những người thuộc diện phải kê khai và lưu trong máy tính quốc hội, không niêm yết và không để ở cơ quan khác. Đại biểu quốc hội sẽ đại diện cho dân kiểm soát cái đó. Cần có cơ quan độc lập kiểm soát tham nhũng. Vấn đề nương nhẹ trong xét xử tội phạm tham nhũng cũng được các đại biểu đề nghị sớm khắc phục. Đại biểu Trần Thị Dung phản ánh, nhiều vụ án tham nhũng được xét xử dưới khung hình phạt cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, phạt tiền
phạt cảnh cáo có biểu hiện chưa nghiêm minh, có nơi xử dưới khung hình phạt chiếm đến 80%, cho hưởng án treo cải tạo không giam giữ chiếm tới 50%. Chính vì vậy khó có thể răn đe loại tội phạm này. Tỷ lệ thu hồi tài sản nhà nước đạt thấp. Tỷ lệ thu hồi tài sản và tiền của nhà nước sau thanh tra rất thấp. Từ năm 2008 đến năm 2011 thì tỷ lệ thực hiện kết luận sau thanh tra là chưa được 30%. Từ cuối năm 2011, với các biện pháp quyết liệt hơn, tỷ lệ thu hồi cũng không quá 50%. Nhiều đại biểu đồng tình với đề xuất thành lập một cơ quan điều tra độc lập về tội phạm tham nhũng nằm ngoài Bộ Công an. Tuy nhiên, cơ quan này hoạt động như thế nào cũng là điều cần phải bàn luận. Đại biểu Bùi Thị An, Hà Nội cho rằng, Ủy ban chống tham nhũng phải độc lập, không bị lệ thuộc vào cơ quan hành pháp thì mới phòng chống tham nhũng hiệu quả. Những người thực hiện nhiệm vụ không phải lo cơm áo gạo tiền. Đại biểu Đô Kim Tuyến, Hà Nội thì thận trọng hơn, nên có cơ quan chống tham nhũng tương đối độc lập. Hình thức thế nào thì phải từ thực tiễn và mô hình các quốc gia để xây dựng cho phù hợp. Đại biểu Cờ So Phước, Gia Lai thì đưa ra tới 3 phương án. Nếu cơ quan này thuộc chính phủ thì vừa đa bóng, vừa thổi còi, thuộc quốc hội cũng không ổn, vì quốc hội làm luật chứ không điều hành. Thuộc thiết chế chủ tịch nước cũng không ổn, vì sẽ phải sửa đổi một loạt điều khoản trong hiến pháp. Bởi vậy, ông Hiến Kế nên thành lập riêng một thiết chế do quốc hội bầu. Theo đại biểu Huỳnh Nghĩa, lâu nay chỉ kê khai rồi để đó, chưa công khai, chưa kiểm soát tài sản, thu nhập, nên việc kê khai mang tính hình thức. Vấn đề cốt lõi là luật chưa có chế tài đối với trường hợp kê khai thiếu trung thực. Ông Nghĩa nói, ông đề nghị phải tịch thu tài sản che giấu. Không kê khai, tài sản không chứng minh được nguồn gốc hoặc có nguồn gốc bất hợp pháp. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát được tài sản, thu nhập, thì việc kê khai cũng chỉ là hình thức. Cần xây dựng một số điều luật cụ thể về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đây là vấn đề cấp bách, nhưng chưa thấy dự thảo luật đề cập. Phải quy định những trường hợp giàu lên bất thường, tài sản không giải trình được nguồn gốc là những tài sản bất minh.